Dòng đời trôi xuôi chia tình ta hai nẻo đôi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay lên hàng VIP anh em ơi. Gunet SBA680D nè. Bản này có revert luôn. Ở hôm trước thì mình lên một vài con nó không có revert. Thì cái dòng này là nó hai mẫu lận. Thì như cái đời này là nó hai bản, một bản revert và một bản không có revert. Đó. Hiện tại hôm nay về một con VIP có revert cho anh em hát hò luôn ha. Tình trạng máy zin nha anh em. Máy zin vỏ đẹp keng à. Con này cũng khá là đắt tiền. Anh em xem mà thấy hốt được thì liên hệ em nha anh em. Size lớn nặng ký, con này tới là 16 sò Toshiba lận. Dòng âm ly Gunet. Lớn nhất là con này. Đó, 16 sò lớn nha anh em. Trang bị là y như cái đẩy vậy đó. Đó. Máy quá đẹp ha. Rồi bây giờ gỡ bên trong xem anh em ơi. Con này ở đằng sau có ghi là Made in Korea, hàng nhập nguyên con nha. Và công suất ở đây output 600W nè. Đó, 600W. Tiêu thụ tổng 1000W lần này. 950 nè. Này 985 chứ lộc. 985W thấy không? Đầu ra 600W, quá dữ chưa? Có lỗ mít đằng sau luôn. Anh em muốn gắn gì gắn. Đây, tháo bên trong xem các bạn. Nắp máy đồ đẹp keng hết nha. Rồi bây giờ tiến hành quay bên trong cho mọi người xem. Con máy này khủng long nha. Cái độ nặng em nó là rơi vào phải trên 15kg. Yếu yếu kinh không nổi nha các bạn. Các bạn nhìn cái cục nguồn tăng phô thôi là đã nói lên cái sự hổ báo của em này. Vậy nè, cao nè. Đó, Gunet đại luôn rồi. Công suất 600W. Thì cái đời này là sản xuất gồm là một cục tăng phô vuông. Thì Gunet là làm tăng phô vuông không nha. Một cục nguồn vuông. Rồi sẽ cấp nguồn vào cái bo. Bo đầu tiên là cụm bo nguồn. Bo nguồn ở đây là bo nguồn đại bang này. Các bạn thấy 8 cái con tụ lọc lựng. Đó, các chữ chưa. Là gồm bo nguồn là 8 tụ lọc ha. Để nuôi cho phần công suất hai cánh của chúng ta, đáp ứng cái công suất lớn. Rồi đến cái phần tiếp theo là sẽ chuyển qua là cấp nguồn cho bo công suất. Thì bo công suất này là làm phần riêng ra, gời ra hai vế. Một vế như thế này là gồm 1 2 3 4, 4 con sò trên và 4 con sò dưới, là một cánh như thế này là 8 con sò lớn, và đồng thời đó kèm theo mấy con nhỏ nhỏ nữa nè. Đó, cắt giữ cho nhôm khói có quạt tản nhiệt. Con quạt này sẽ phổi hút không khí từ cái lỗ không hơi ở trên đây, hút xuống rồi nó sẽ thổi đẩy vô cái thanh nhôm ở trong á, rồi sẽ thổi ra ngoài. Đó, quá dữ luôn. Tương ứng bên đây cũng như vậy. Ở đây máy chúng ta là bao zin cho anh em, chưa qua sửa chữa, chưa động chạm. Đây, dòng này đắt tiền, hiện tại mình đang hành lý bán với mức giá là 4.500.000 đồng con máy này nha anh em, chưa bao gồm phí ship. Hàng này là hàng VIP chuẩn và đắt đỏ, anh em xem cân nhắc. Ví dụ mình ưng thì mình mua, còn không thì mình xem tham khảo, ủng hộ clip của em nha các bạn. Thì hiện tại con này trong cái tình trạng là nguyên dân zin volume luôn nha. Volume nè, mấy cái nút dặn nè, nút dặn có cái ký hiệu chữ S zin theo máy, chưa hay luôn nghe các bạn ơi. Rồi cái bo thứ ba nè, đếm từ trên xuống, bo thứ ba cái bị echo revert ha. Nó có cái hệ thống chip DBX nha anh em, hệ thống echo vang vọng đời cao, thế hệ đời mới là sử dụng chip đó. Cái bo đó rất đắt tiền, nó tạo cho chúng ta cái tiếng hát ngọt và cái revert chuyên nghiệp như là một cái bộ sân khấu lớn vậy đó. Thì tổng thể con máy chúng ta là chỉ như thế thôi ha.
Giờ ở đằng sau đây là có một cái vỉ bò nữa. Bò này gồm là hai cái mít rô sau và mấy cái dắt truyền tín hiệu lên phần rề. Rồi phần rề nó sẽ ao xuống cái bo này. Cái bo này sẽ qua cầu chữ U. Cầu chữ U này sẽ đi vô hai bên công sức đỏ. Qua đẳng cấp luôn ha. Con này hiện tại giá 4,5 triệu nha nè. Cộng ship không bao ship ha. Con này ship cũng rất là đắt tiền. Nếu mà đóng hàng gửi đi, con này ship vào độ 200.000. Nặng to, size nó to hơn âm đi thường nè các bạn thấy. Hàng này thuộc dạng là mình đẳng cấp mình mới chơi nổi. Ở đây mình bán là mình bao rin cho anh em phần công sức lẫn cái phần rề ha, là volume nguyên bản hết. Ok rồi, bây giờ lên nguồn và test cái con âm ly cho các bạn nghe chắc âm. Thì ở đây mình đang phối qua một cặp lo DJK. Cặp này hôm qua mới đăng lên nè. Đăng cặp này 5 triệu anh em ai cũng la làng hết ta. Nói chung hàng thì mình đăng cũng nói chung nó cũng nhiều giá. Thì mình thâu giá cao mình bán cao anh em. Nó tùy loại mà. Hàng đó thì nó ít có thì mình bán giá hơi cao. Thì anh em nào mình hết thì mình ủng hộ ha. Rồi bây giờ lên nguồn và test qua cặp lo và đánh con đi Gunet qua cặp lo DJK full 25 đó cho các bạn nghe thử. Mở nguồn lên đó, mở nguồn lên nghe delay nó đóng ở trong máy cái cốc là ok. Đây lên nhạc ở đây nè. Dàn nốt chúng ta các volume này dặn ốp phê rất là ngọt nha anh em. Nút zin còn sử dụng tốt volume luôn. Ba lăng nè, đang đánh một kênh nè. Rồi chuyển qua kênh R nè anh em nhìn bóng đàn ha. Ở này đang hát một lo đó. Rồi mình để trên giữa hát hai lo nè. Ồn lắm, tiếng đánh công nhận âm ly này nó quýnh mạnh thiệt chứ bự. Đó, tiếng nhạc thì chúng ta như thế. Bây giờ mình test cái tiếng echo reverb cho các bạn nghe nữa ha. Test lại đoạn nhạc đó đi. Này thì tại cái hệ thống chép của nó là chép còi phóng rất là xa thì mình để trong không gian rộng nó hợp lý hơn. Đây mình để hơi chặt nên mình dặn cũng nhỏ tay anh nè, dặn cũng vừa thôi chứ không có lớn quá. Rồi phần nhạc thì mình test ok hết rồi ha, hai bên đánh đồng đều nhau, giờ bass trong chép thì lên đầy đủ. Rồi tiếp đến thì mình sẽ test cái phần micro này. Con này có thì vọt thì anh em ca sẽ chuyên nghiệp hay hơn nha anh em. Alo. Cái tiếng này là tiếng echo nghe nè. Rồi mình sẽ nhắn vô cái reverb. Reverb thì anh em nhắn công tắc bên đây. Nhắn vào. Rồi mình dặn ra reverb lớn nhỏ nè. Không, reverb nghe em, nó tiếng rất sâu luôn. Rồi mình sẽ cho echo và reverb chung.
Ok chưa? Rồi. Test luôn mic ở dưới nha nè. Giảm chép tí xíu nha. Rồi thì con máy mình là đang hoạt động tốt, ok, full chức năng. Anh em nào thích con này liên hệ mình nha anh em. Giá hiện tại 4.500.000 đồng, không bao ship, hàng VIP khủng ít có. Anh em nào thấy ưng nhãn liên hệ shop liền tay qua số điện thoại góc bên trái màn hình nha nè. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.